Tin bóng đá hôm nay, huấn luyện viên Park Hang-seo giải thích vì sao không triệu tập Quang Hải. Báo Hàn Quốc đánh giá Việt Nam gặp Thái Lan như Hàn Quốc gặp Nhật Bản. Man City sắp có Cancelo. MU phải hạ giá bán Rojo là những tin nóng nhất 24 giờ qua. Trước tiên đến với bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo lý giải nguyên nhân không triệu tập Quang Hải, nói về mục đích của đợt tập trung lần này của U22 Việt Nam và việc không triệu tập các ngôi sao Quang Hải và Văn Hậu. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, U22 Việt Nam ít được thi đấu nếu đá ở V-League, giải hạng nhất số lượng trận đấu ít, ban huấn luyện khó nắm bắt được phong độ của các cầu thủ, mục tiêu để xem khả năng hòa nhập, trong thời gian ngắn cố gắng nắm bắt năng lực của họ, giải đấu V-League bắt đầu lại. Cầu thủ U22 thường xuyên đá chính ở đội hay thi đấu ở đội tuyển tôi hạn chế gọi họ vì gây ảnh hưởng. Đội thiếu một số vị trí nên tôi gọi các cầu thủ khác đáp ứng được vị trí đó. Trong tháng 7 và 8 tôi chỉ cần đáp ứng đủ vị trí cho đội hình. Tháng 9 tập trung 30 cầu thủ để có đợt tập huấn dài hạn hơn. Tôi không muốn gây ảnh hưởng tới các câu lạc bộ. Đợt này không phải tập trung huấn luyện mà chỉ kiểm tra khả năăng của cầu thủ. Ở đợt tập trung lần này, U23 Việt Nam chỉ triệu tập 18 cầu thủ và tập luyện trong 3 ngày. Báo Hàn Quốc, Việt Nam gặp Thái Lan như Hàn Quốc gặp Nhật Bản. Tờ Jong A của Hàn Quốc tỏ ra rất hào hứng trước màn so tài thú vị giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và Akira Nishino, đồng thời nhận định, mỗi trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan bây giờ chính là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Việt Nam và Thái Lan vốn là hai nền bóng đá lớn nhất Đông Nam Á, họ là những đại kình địch cả trong và ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, trong khoảng một năm trở lại đây, với sự có mặt của huấn luyện viên Park Hang-seo, Việt Nam đã khiến Thái Lan liên tục phải ôm hận. Họ đánh bại Thái Lan tới 4-0 ở vòng loại U23 châu Á và tiếp tục giành chiến thắng 1-0 ở Kings Cup 2019. Mỗi trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan giờ đây sẽ là một cuộc chiến giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Akira Nishino. Nó cũng sẽ hấp dẫn và căng thẳng chẳng khác nào những cuộc đối đầu trực tiếp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Trước đây, huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Akira Nishino từng đối đầu nhau khi câu lạc bộ Jeonnam nằm chung bảng với Gamba Osaka ở AFC Champions League năm 2008. Ở mùa giải đó, Gamba Osaka của huấn luyện viên Akira Nishino đã giành một chiến thắng và một trận hòa trong hai trận đấu với Jeonnam của huấn luyện viên Park Hang-seo. FIFA công bố ba nước Đông Nam Á xin đăng cai U20 World Cup. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA chính thức công bố các ứng cử viên sẽ chạy đua giành quyền đăng cai vòng chung kết U20 World Cup 2021. Có 8 quốc gia bày tỏ mong muốn là chủ nhà của FIFA U20 World Cup 2021 và đã gửi hồ sơ liên quan trước ngày 21 tháng 6. Trong đó có 3 quốc gia tới từ Đông Nam Á. Vì có một số quốc gia chọn phương án bắt tay nhau tạo thành liên minh nên chỉ có 5 hiệp hội thành viên chính thức được chọn để tham dự cuộc đua. Các hiệp hội này sẽ phải gửi văn bản đề xuất lên FIFA trước ngày 30 tháng 8. Cụ thể các hiệp hội như sau. Thứ nhất là Liên minh 3 quốc gia vùng vịnh Bahrain, UAE và Ả Rập Xê Út. Thứ hai là Brazil. Thứ ba là Indonesia. Thứ bốn là Liên minh Myanmar và Thái Lan. Cuối cùng là Peru. FIFA sẽ xem xét và đánh giá các hồ sơ và đưa ra quyết định cuối cùng tại cuộc họp hội đồng FIFA tiếp theo được tổ chức ở Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 23 và 24 trên 10. Hoàng Anh Gia Lai sẽ đàm phán để công phượng về đá SEA Games. Hoàng Anh Gia Lai sẽ nói chuyện với câu lạc bộ Sing Students khi cần thiết. Từ hồi giờ công phượng đi nước ngoài nhiều rồi. Khi tuyển Việt Nam hội quân, lúc nào phượng không về được đâu. Chủ yếu là hai bên nói chuyện với nhau bằng tình cảm thôi. Mọi người cứ yên tâm. Công phượng sang đó dù có dự bị cả mùa giải vẫn sẽ được gọi về tuyển Việt Nam thi đấu khi có giải mà thôi. Đó là khẳng định của chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức trước thông tin cho rằng Công Phượng sẽ khó tham dự SEA Games 30 khi gia nhập câu lạc bộ Sing Students. Huấn luyện viên Hà Nội nói về khả năng Văn Quyết được gọi trở lại tuyển Việt Nam. Dù mới trở lại sau chấn thương nhưng Văn Quyết vẫn thể hiện phong độ cao với 3 bàn thắng ở V-League và 1 bàn ở Cúp Quốc gia. Nói về Văn Quyết cũng như cơ hội trở lại đội tuyển của cầu thủ này, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết, trong nhiều năm, nhiều cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Hà Nội trưởng thành nhờ sự dìu dắt của Văn Quyết và Thành Lương. Sau thời gian chấn thương, Văn Quyết đã lấy lại phong độ cao. Những trận gần đây Quyết luôn ghi bàn. Nhưng việc Văn Quyết có được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi trở lại đội tuyển Việt Nam hay không còn phù hợp với chiến thuật của huấn luyện viên trưởng, tôi không có ý kiến.
Đến với tin bóng đá quốc tế, theo Tuto Sport, Man City đã đạt thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ Joao Cancelo của Juventus. Trước đó, huấn luyện viên Maurizio Sarri đã đồng ý để Cancelo ra đi do không tương thích với phong cách chơi ông đề ra. Sarri muốn thay Cancelo bằng một trong hai cái tên Kieran Trippier Tottenham hoặc Elsen Hysaj Napoli. MU gây sốc với Bakayoko. Theo RMC, MU đang định gây sốc bằng việc chiêu mộ tiền vệ Chelsea tiềm ô Bakayoko. Tiền vệ 24 tuổi người Pháp gia nhập Chelsea từ Monaco năm 2017 với giá 40 triệu bảng nhưng chơi không đạt kỳ vọng dưới thời Antonio Conte và bị đem cho AC Milan mượn sau đó. Sau khi hết hạn mượn, Bakayoko trở lại Chelsea với ớ hiện cùng đội bóng du đấu ở CH Island. Đây được coi là cơ hội để tiềm ô Bakayoko chứng tỏ mình với tân huấn luyện viên Frank Lampard. Ông Lampard cũng sẽ nhân cơ hội này đánh giá xem Bakayoko có phù hợp với các kế hoạch của mình ở Chelsea mùa tới không. Arsenal đã đạt thỏa thuận với AS Saint-Étienne về vụ chuyển nhượng hậu vệ William Saliba khi đồng ý chi ra khoảng 30 triệu euro. Cầu thủ 18 tuổi sẽ là tân binh thứ hai của Arsenal trong hè này nhưng nhiều khả năng sẽ ở lại Saint-Étienne mùa tới để tích lũy thêm kinh nghiệm. MU nhiều khả năng sẽ phải giảm giá bán hậu vệ đa năng Marcos Rojo do không có câu lạc bộ nào chịu bỏ ra 25 triệu bảng như họ yêu cầu. Ngoài ra, Rojo cũng sẽ phải chấp nhận giảm khoản thu nhập 8 triệu bảng trên năm đang nhận ở Old Trafford. Leicester City chính thức hoàn tất việc mua đức tiền vệ Yuri Tielemans từ AS Monaco với giá kỷ lục của câu lạc bộ, 40 triệu bảng. Tielemans là tân binh thứ 3 mà huấn luyện viên Brendan Rodgers đón về ở hè này sau James Justin và Ayo Perez. Hậu vệ người Brazil Philip Luiz đang đàm phán trở về quê khoác áo câu lạc bộ Flamengo theo dạng chuyển nhượng tự do. Trước đó, giao kèo giữa anh và Atletico Madrid đã kết thúc vào cuối mùa giải 2018-19. Higuain từ chối rời Juventus. Sky Sport Italia loan tin Gonzalo Higuain không muốn rời Juventus dù đội vô địch Serie A rất muốn bán anh để chiêu mộ một tiền đạo khác. Higuain đã trở lại Juve sau khi hết hạn cho mượn ở Chelsea. Anh đã thuê huấn luyện viên thể lực riêng để luyện tập và tin rằng có thể thuyết phục được ông Sarri là mình đủ sức chơi tốt. Juve đang tìm cách đẩy Higuain sang Roma nhằm chiêu mộ tài năng trẻ Zaniolo từ chính đội bóng thủ đô. Nhưng Sky Sport Italia cho biết Higuain thậm chí không nghĩ đến chuyện chấp nhận đề nghị của Roma. Chân sút Argentina vẫn còn 2 năm hợp đồng với Juve. Dấu hiệu cho thấy Pogba sẽ ra đi. Một đoạn video quảng bá trên Twitter của trang chủ MU đã cho thấy tiền vệ Paul Pogba tỏ ra không vui vẻ trong chuyến hội quân của câu lạc bộ. Anh đã có màn xung đột với người bạn thân Jesse Lingard và suýt lao vào ăn thua với cầu thủ này. Rất may là Victor Lindelof gần đó đã kịp can thiệp nên không có sự cố nào xảy ra. Hình ảnh trên càng làm dấy lên tin đồn Pogba đang muốn ra đi để tìm thử thách mới. Ngày hôm qua, truyền thông Tây Ban Nha còn tuyên bố việc Pogba trở lại MU là do Real giật dây để tránh làm tổn hại tới mối quan hệ giữa hai câu lạc bộ. Real hiện đang muốn đàm phán chiêu mộ tiền vệ người Pháp. Trong khi đó, Pogba cũng muốn tới đây để làm việc với huấn luyện viên Zinedine Zidane. MU gặp khó trong thương vụ Everton Soares. Theo tờ The Times, MU đang muốn chốt nhanh thương vụ Everton Soares. Tuy nhiên, câu lạc bộ Grêmio đang làm khó quỷ đỏ trong thương vụ này. Cụ thể, đội chủ sân Old Trafford muốn đàm phán giá chuyển nhượng cho Everton. Nhưng Grêmio kiên quyết muốn họ phải bỏ 80 triệu euro để kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng của cầu thủ 23 tuổi. Everton đã nổi lên từ giải Copa America 2019. Anh có lối chơi xông xáo và đã góp công lớn giúp Brazil vô địch giải đấu này. Everton thi đấu ở vị trí cánh trái. Anh hứa hẹn sẽ giúp cho hàng công của MU trở nên nguy hiểm hơn nếu tới đây. Ed Woodward bị chỉ trích vì không theo đuổi Tielemans. Tiền vệ Yuri Tielemans từng được liên hệ với MU trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên mới đây, cầu thủ 22 tuổi đã chính thức ký hợp đồng 4 năm với Leicester với mức phí không được tiết lộ. Nhưng theo một số nguồn tin, giá của anh rơi vào khoảng 40 triệu bảng. Việc MU để mất một tiền vệ tài năng như Tielemans đã khiến cổ động viên MU khó chịu. Họ đã thi nhau chỉ trích phó chủ tịch Ed Woodward vì bỏ qua trường hợp của ngôi sao này. Một cổ động viên móc máy: 40 triệu bảng và Tielemans chất lượng thật đấy, nhưng chúng tôi đang cố ký hợp đồng với Longstaff cơ. Một người khác nói thêm,
MU nên cảm thấy xấu hổ vì không cân nhắc trường hợp của Tielemans. Thêm một cổ động viên nữa gay gắt: những người đang điều hành MU thật điên rồ. Tielemans đã gây sốt trong cả mùa hè và giờ họ để cậu ấy sang Leicester với giá 40 triệu bảng.